Chào tất cả anh em đến với kênh của BN Gaming. Thì như hiện tại anh em cũng đã biết Tốc Chiến vẫn chưa ra mắt, nhưng bên cạnh đó Riot cũng ra một tựa game khá là hot trên thị trường mobile, đó là Đấu Trường Chân Nước Mobile. Mặc dù là Riot chưa phát hành tại Việt Nam, nhưng mà game thủ Việt Nam hầu như cũng đã thử nghiệm hết qua tựa game này. Đặc biệt là họ đã qua các server nước ngoài phát IP cũng như là tại các phần mềm trung gian như là TapTap. Thì ở những video lần trước mình cũng đã hướng dẫn anh em cách tải game Đấu Trường Chân Nước Mobile bên server nước ngoài. Và bên cạnh đó mình cũng đã hướng dẫn một số lỗi mà anh em gặp phải từ phiên bản iOS đến Android. Và trong video lần này mình sẽ tổng hợp những file highlight từ các streamer nước ngoài mà họ chơi Đấu Trường Chân Lý. Thì anh em nào có hứng thú thì có thể xem, còn anh em nào không thì có thể tham gia vào group, đó là group về Đấu Trường Chân Lý và Tốc Chiến. Link mình để dưới phần mô tả. Thì anh em vào group để giao lưu cũng như là đăng những cái thắc mắc, thì sẽ mọi người trong ban quản trị cũng sẽ giải đáp các thắc mắc của anh em. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu xem có gì hot nha. Run. What? What the fuck? Rambo makes us good. Missy just killed me with raw damage. Fucking trooper. You don't go down like that. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. And it's true. It's true damage as well. Oh my goodness. Let's watch this. Run. Run. By any means, and going up against Naotan Lip, this could be disastrous for Smiley Cereal. It has to be able to survive longer than the purple can, as even purple is also against the ghost of Smiley Cereal, but the misfortune of it just does so much damage. Run. Run.